chuẩn bị cờ, băng rôn, khẩu hiệu và cùng xem đá bóng với nhau là cách để hội cổ động viên bóng đá Việt Nam tại miền Bắc cổ vũ trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam. Với em thì huấn luyện viên Park so về với em lúc đầu huấn luyện viên chỉ dẫn một lối chơi thực sự không thực sự rõ ràng lắm, nhưng từ trận từ giải M50 với lứa cầu thủ U23 Việt Nam này đã dẫn dắt lên một lối tấn công khá đa dạng. U23 năm nay thực sự tới em đến với vòng đây giờ thực sự đấy rất là bất ngờ vì trong cả cách chơi, cả phong khâu phòng ngự, cả lối tấn công rất đa dạng, rất là ngạc, rất ngạc nhiên với cả từng đối thủ. Con đường đến với tứ kết giải U23 châu Á đã là một kỳ tích. Nhưng cái cách mà đội tuyển U23 Việt Nam đã vượt qua trận đấu này chắc chắn đã khiến những người hâm mộ gan dạ nhất phải thấy thót tim. Hai hiệp đấu chính, hai hiệp phụ và loạt penalty đã mang đến đủ những cung bậc cảm xúc cho những cổ động viên trung thành của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Sau 3 tiếng đồng hồ, những cảm xúc ấy đã vỡ òa khi các tuyển thủ của chúng ta đã vượt qua thử thách lớn mang tên U23 Iraq để viết nên trang sử mới và chính thức bước vào bán kết giải U23 châu Á. Cảm xúc vỡ òa chị ạ. Rất là vui, sung sướng. Lúc đấy em không nghĩ là sẽ ghi bàn đâu, nhưng mà rất là vui. Còn các anh ấy thì thi đấu rất là tự tin ạ. Em thấy là các cái lối đá rất là chuyên nghiệp. Sau rồi mình sẽ trải qua các cái vòng và cuối cùng mình vào cái vòng trong này thì em tất cả hội cổ động viên rất là vui ạ. Chúng tôi là cống hiến hết tình yêu đam mê của mình nên bất cứ đội tuyển U23 cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam thắng hay thua trên mọi đấu trường thì chúng tôi vẫn là người đồng hành, luôn đồng hành cùng các cầu thủ, bởi họ là những chiến binh, họ thay chúng ta để đi đến một nơi đất khách quê người để có thể đem vinh quang về Tổ quốc, hoặc có thể là những chiến binh quả cảm cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo để đem cho chúng tôi, những người hâm mộ Việt Nam, có thêm những cảm xúc. Thắng hay thua đều là một cái cảm xúc.